Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái kèo đào hấp dẫn và mình cũng chỉ giới thiệu và có thể 5 bạn khi mà kích vào link mời của mình mới tham gia vào cái dự án này mà thôi. Đó, dự án nó rất là khó khăn khi mà các bạn có thể tìm được link để tham gia được. Cái dự án này có tên là Bloom. Thì đây là cái giao diện mà sau khi các bạn kích vào đường link để đăng ký ở trên Telegram, những cái kèo này là đào trên Telegram các bạn nhé. Thì sẽ vào một phiên khai thác mới khi các bạn ấn vào Start Farming. Đó. Thì đó, bắt đầu đồng hồ đếm ngược, các bạn sẽ có một cái chu kỳ khai thác là cứ sau 8 giờ 1. Và đây là những cái nhiệm vụ, những cái task mà các bạn có thể làm để tăng cái số point điểm thưởng các bạn nhận được. Các bạn subscribe cái kênh Bloom Telegram này, Joyce vào cái trang Instagram của họ, follow trang X của họ, Joyce vào cái trang Discord Bloom và follow cái trang Bloom ở trên YouTube. Tất cả những cái nhiệm vụ này khi mà các bạn hoàn thiện, các bạn sẽ nhận được những cái số điểm thưởng tương ứng, ví dụ như là 90 Bloom Points này. Khi mà các bạn làm xong thì nó có cái sẽ có cái chữ claim tích xanh này. Đó là những cái task mà các bạn có thể tham gia để có thể kiếm được thêm Bloom Point. Và đây là nơi mà các bạn có thể tìm cái link để tuyển rep tham gia vào cái dự án này, và mỗi một người chỉ tuyển được 5 bạn mà thôi. Đó, một cái kèo rất là kén người tham gia, hy vọng là với cái sự khó khăn của nó thì giá của nó sẽ cao. Đây là cái đường link để mình chia sẻ, kênh Invest TV chia sẻ 5 bạn thật sự tích cực với những cái dự án Airdrop thì có thể tham gia với kênh Invest TV chúng mình các bạn nhé. Đây là trang đường link trên đào trên Telegram. Chúng ta cùng cố gắng để có thể kiếm được tiền từ những cái Airdrop tiềm năng này các bạn nhé.